Dạ em xin phép chào anh trai nhé. Anh trai có thể giới thiệu anh trai tên là gì? Tên Võ Văn Thanh, Anh Thanh ha. Anh Thanh quê quán ở đâu? xã Phú Cường, Tỉnh nào anh? huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Vậy là anh Thanh mới ở quê lên đây luôn hay sao ạ? Ở đó luôn, ở tại chỗ xã Phú Cường luôn á. Ở Đồng Tháp. Là anh lên Bình Dương hồi nào? Mới lên sáng này. Sáng nay ha. Hôm nay anh Thanh về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Giúp tìm con gái giùm. Tìm con gái anh là tên là gì? Võ Thị Ngọc Liên. Võ Thị Ngọc Liên. Anh nói hơi chậm và hơi nói lớn lên giúp em nhé, để cho cô chú anh chị được nghe rõ hơn ha. Con gái anh bỏ đi như thế nào? Đi mặn rồi bè bạn nó ngủ rồi không biết sao giờ cái hôm Tết nó đi. Đi ngày Đi nào? bữa 28 Tết. Ồ, đi 28 Tết. 28 Tết rồi tới 29 cái nó điện gì cho mẹ nó nói con đi Đà Lạt chơi. Rồi đi tới bây giờ luôn không điện đài gì luôn. Con gái của anh Thanh đã có gia đình chưa? Có rồi. Rồi hôm nay con rể đâu không về cùng với anh hả? Vậy tại hai chồng nó thôi rồi. Anh cầm thẳng tấm hình ra đừng bóp méo lại nhá. Vậy là hai vợ chồng đã thôi nhau rồi hả? Thôi mà chưa ra tòa. Có cháu Tòa ngoại chưa? có. Trai gái lớn chưa anh? Gái cháu ngoại hình như 3 tuổi cái gì vậy? 3 4 tuổi gì đó. Trước kia thì con gái của anh Thanh là làm công việc gì? Nó trước kia thì nó đi làm lúc đầu thì làm ở Bến Lức. Bến Lức Long An. Bến Lức Long An. Là làm công ty hay là sao Nó ạ? làm không có công ty. Làm gì đấy anh? Không biết làm gì hỏi nó không nói luôn. Rồi có đem tiền về nuôi cháu ngoại không? Rồi nó đi mấy đợt rồi đâu về về rồi tới gần Tết nó mới nghỉ. Nghỉ rồi tới chỗ công ty Gia Long ở Tiền Giang á. Dạ. Rồi nó quen không biết mấy bạn bè gì đó rồi rủ đi chơi đó rồi thì bữa 28 nó đi đó là tới 29 rồi nó điện mẹ nó nói con đi Đà Lạt chơi. Rồi là tới bây giờ luôn là điện không được luôn á. Vậy là con gái của anh là thường xuyên làm xa nhà đúng không ạ? Trước kia là thường xuyên làm xa nhà. Xa nhà. Còn cháu ngoại là ông bà ngoại nuôi hay sao? Ông Hay nội thôi. à, bên chồng nuôi. Bên chồng luôn. Từ ngày con gái đi cho tới thời điểm hiện tại thì mình có liên lạc được với con không? Từ ngày 28 đi cho đến bây giờ Có mình nó có gọi điện điện được không? cho mẹ nó là bữa 29 nó điện nó nói con đi Đà Lạt chơi rồi gọi tới bây giờ luôn Vậy là 29 tới giờ là mất tích á, luôn. là mất tích luôn không điện không được luôn không vô luôn. Con gái nhà mình năm nay là bao nhiêu tuổi chứ anh? 23 tuổi. 23 tuổi. Theo như bản thân anh làm cha thì anh nhìn nhận con gái nhà mình như thế nào? Có ngoan không? Không nó cũng ngoan nó ngoan lắm Có hiếu nó nghe không? lời lắm. Có hiếu với cha mẹ không? Có hiếu Anh được đông con không? hai đứa à. Bé này là con thứ mấy? Thứ ba. Bé bé út hả? Trước giờ có bao giờ cãi cha cãi mẹ không? Không ít lắm, không có cãi. Vậy là hai vợ chồng mà xảy ra cái mâu thuẫn cũng như là hôn nhân không hạnh phúc là lâu chưa anh trai ha? Hôm tháng 7 cái gì ạ? Tháng 7 à? Tháng 7 quên rồi. Vậy là từ cái ngày đó thì bắt đầu là về bên anh ở, sau đó đi làm đúng không? Làm nó ở thời gian nó đi làm mẹ nó con ở nhà đi chưa ra tòa thôi con ở nhà đi chỉ là ra tòa hay làm Khi đấy thì anh cảm thấy cái tinh thần của con anh như thế nào? Có rơi vào cái tình trạng bế tắc hay là buồn chán gì không? nó đi làm nó kiếm tiền tiền rồi nó mua chiếc xe xe trả góp mà nó mượn người ta đứng tên nữa đứng tên xe ba mấy triệu 35 triệu đó mượn ta đứng tên đã giờ rồi cái ta dụ dỗ không biết chơi cái gì đó giờ cái mắc nợ rồi cái xe giờ hỏi nó thì nó nói gửi gửi hoài mà biết cái xe nó không biết bị cầm hay bị lấy gì rồi đi rằng là đi xe đò không Vậy là xe bây giờ thì không còn. không còn mà anh hỏi người ta ở ngoài hỏi mượn mấy anh đó là cũng mấy chục triệu nữa đó Con gái nhà mình mượn mấy chục triệu nữa cơ ạ? nó chơi cái vụ không biết chơi game hay chơi gì đó Chơi là chơi ở trên mạng hay chơi ở đâu? trên mạng trên điện thoại đó thì Trời đất cũng bị người ta ơi. dụ dỗ đó người ta điện người ta nói có con nhỏ em bữa đó mượn lên đây làm đi lên nè nãy nó không có được làm giùm không có được điện nói em ơi bữa nay có khuyến mãi lớn nè em chơi vô không Ồ, tức là cái người trên mạng điện cho con gái nhà mình cái ngự điện đó nói là có khuyến mãi lớn, có chơi khuyến mãi không? lớn hỏi chơi không là nó nghe cái đó rồi nó mới
lập tức là nó quay lại đi. Vậy trước kia thì con gái nhà mình chơi những trò chơi trên mạng, mà bản thân anh thì chưa biết cụ thể là không chơi biết chơi cái gì luôn. Chơi cái gì? Không biết chơi. Trên mạng thì rất nhiều cái thể loại trò chơi. Có những cái trò chơi có thể làm cho tán gia bại sản, tan nhà nát cửa. Và bây giờ thì chưa biết được con gái nhà mình đang chơi cái trò chơi gì không đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì cũng đã nợ số tiền mấy chục triệu, cũng như là bây giờ mượn anh nó 20 chứ mượn với em giờ 20. 40. Rồi cái xe, rồi không biết cái xe giờ mất tiêu luôn rồi. Rồi nó mượn cô Dưỡng đó, cái xe đem cầm nó hết mười mấy triệu nữa. Trời ơi, con gái nhà mình chơi dữ hả? Ừ. Rồi cái xe giờ không biết bị nó lấy hay gì đâu, mất tiêu luôn. Và cái cuộc gọi sau cùng là cái cuộc gọi có khuyến mại, sau đó thì ngày 28 đi luôn. Thì nó gọi đâu bữa trước gì đó, là nó nghe là nó quay là nó đi đó. Đi bữa 28 là bữa 29 nó điện mẹ nó nói con đi Đà Lạt chơi. Đi cho tới nay luôn. Rồi tới nay luôn, không điện được luôn. Theo như anh đang sợ rằng con gái nhà mình đi lần này là vì lý do gì? Đi sợ nó bị người ta gạt gẫm, sợ nó bán. Bán đi đâu? Sợ nó bán qua Trung Quốc rồi nó kia không biết. Thời gian vừa qua anh có xem các vụ việc các em gái cũng như cô dâu Việt khóc nghẹn khi lấy chồng Trung Quốc không? Có chứ. Có à? Và mình rất lo lắng rằng con gái rất nhà mình sẽ bị nó lọt qua Trung Quốc thôi. Bị dụ dỗ ha. Dạ, dụ dỗ người ta gạt á. Con gái nhà mình ở bên ngoài có đẹp như trong hình không? Nó cũng đẹp gái vậy đó. Đẹp gái đấy, em nhìn thấy là đẹp gái đấy, xinh nó, đấy. Nó đẹp gái. Cao mét mấy anh? Nó cũng giòn giòn, nó cỡ keo cỡ mét rưỡi, mét sáu vậy bộ. 6 là cao rồi nha. Mét rưỡi, mét rưỡi mấy vậy mà nó cũng giòn giòn người chứ nó không có mập. Không mập ha? Không. Giòm giòm ha? Vì nó ăn nó không dám ăn, nó ăn sợ mập. Sợ mập hả? Ờ, nó ăn nó đít không à. Con gái có chưng dị đâu? Con gái có chưng dị không anh? Có ăn mặc chưng dị son phấn này kia không? Có, nó dọn lắm. Cái độ mà gần Tết về nhà con gái có đem nhiều tiền về không? Thấy con gái có không, gì không đó thay đổi không? Nó nói tiền cho người ta mượn, cho người ta mượn hoài vậy đó. Không thấy đâu ha, đi làm mà không thấy đâu ha. Không thấy các nào hết trơn. Vậy là Tết vừa rồi gia đình nhà mình ăn Tết buồn ha. Buồn mẹ nó, buồn mẹ nó khóc cái sưng mắt luôn. Buồn chứ. Bởi vì bây giờ kêu bà đi, bà đâu dám đi đâu. Bà nói đi lên đó chịu không nổi rồi, bà không có đi. Bà nói thôi ông đi đi. Trong quá trình từ ngày 28 Tết cho tới thời điểm hôm nay là ngày 17 âm lịch rồi, gia đình nhà mình đã tìm con ở nơi nào rồi anh? Chưa có đi tìm đâu, chẳng giờ biết nó đâu tìm. Mình có gọi điện cho người này người kia mình hỏi thăm hỏi dò không? Không, không ai biết chứ. Mình đã báo công an chưa? Chưa. Sao mình không báo đi? Tại trước kêu nó báo công an rồi, cái em nó nói báo là sợ lao nó làm nó lâu đắt nữa rồi mấy thấy gì nó thôi lên cậy anh Hải rồi không. Anh tìm. Mình phải tuân thủ luật pháp chứ, mình phải trình báo cơ quan chức năng để được sự hỗ trợ của bên cơ quan chức năng. Nếu bây giờ anh không trình báo, mai mốt có chuyện gì rồi sao giờ, lúc đó là sao, đúng chưa? Gì đấy lên báo, trình báo cơ quan chức năng nhá, lỡ con gái nhà mình có cái chuyện gì đó hoặc là con gái nhà mình làm cái điều gì đó thì sao, đúng chưa? Anh có một cái điều gì tâm sự của một người cha dành cho một người con, cái tâm tư tình cảm, hy vọng con gái của anh sẽ nghe được để giờ con gái sớm quay trở về. Mẹ rồi chứ. Anh gọi tên con để anh nói chuyện với con đi. Liên ơi, con ở đâu, con về, mẹ con nhớ con lắm Liên. Mẹ con khóc hoài Liên ơi. Con nhớ anh đủ gì hả Liên? Không những mẹ nhớ mà bản thân anh rất nhớ. Đôi khi anh kiềm chế. Em thấy anh là một... Tôi kiềm chế thôi đi. Đúng không ạ? Ban đầu anh rất là kiềm chế đúng không? Nhưng mà tới giờ phút này, bây giờ hiện tại là 9 phút, anh vẫn phải rơi lệ. Cha thương con, cha để trong lòng mà. Cha làm sao mà cha bộc lộ ra ngoài như mẹ đâu, đúng chưa? Rất tiếc rằng là con lại không có hiểu. Nhà mà khóc quá, nó phiền quá đi. Ăn một từ đi. Xin nghe chơi khóc với mặt bà bập luôn. Mẹ thì bà xã anh có hay ra cổng để chờ con về không? Khóc mà bằng ngày. Trông ngóng không? Bằng ngày thì mới vui chứ bằng đêm gì nó khóc đêm nào không? Đêm mà đêm thì tối hiu quạnh. Đôi khi khóc thầm nhiều anh ha. Đúng rồi. Ai, thật sự rất buồn. Bây giờ là con cái như vậy thì vợ chồng thì còn tinh thần đâu làm việc. Mất ăn mất ngủ. Việc làm thì không có hiệu quả, không tới đâu.
Hôm nay anh về đây anh có hy vọng rằng anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị sẽ tìm được con gái của anh về không? Mong không cầu mong gì, mong tìm con gái em gì ạ. Mẹ nó nhớ, mẹ nó khóc chứ không nói. Trước giờ từ cái lúc mà anh lập gia đình cho tới giờ thì anh có bao giờ mà anh gặp một cái tình trạng bế tắc mà rơi nước mắt nhiều như cái lần này không? Ông khóc, ông có bà già mắt khóc thôi chứ, ít khóc lắm. Khổ ha, khóc vì cha mẹ mà tới giờ phút này khóc vì con. Sinh con, nuôi con. Tới ngày con trưởng thành thì con lại... Nó gạt lắm, nó bán nó chứ không có gì. Nó cũng khờ dại chứ không phải nó... Điều đó có thể xảy ra nha anh trai. Không phải là em nói để mà anh buồn giàu đâu, nhưng mà điều đó có thể xảy ra. Bởi vì ngoại hình của con gái nhà mình rất xinh xắn. Sợ nó gạt, nó bán. Thứ nhất, em chưa nói cái chuyện mà lừa gạt bán qua Trung Quốc. Em chưa nói vấn đề đấy, mà em đang nói vấn đề ở trong nước thôi. Thì cũng sẽ có những cái đối tượng xấu. Đôi khi con gái nhà mình trưởng thành rồi mà, có thể là con gái nhà mình vì cái mục đích là kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình chẳng hạn vậy, sẽ bị những cái lời ngon ngọt cám dỗ của những đối tượng xấu có thể bắt hoặc ép hoặc dụ dỗ con gái nhà mình làm những công việc nhạy cảm. Anh biết công việc nhạy cảm là gì không? Biết không ạ? Biết chưa? Như là phục vụ quán cà phê, quán karaoke, massage, thậm chí là bắt ép con gái nhà mình làm gái. Em nói thật, mặc dù những cái ngôn từ đấy anh không muốn nghe, nhưng mà đó là sự thật anh ạ. Và cũng đôi khi rằng là sợ rằng con gái nhà mình vì một cái điều gì đó trong cuộc sống, con gái nhà mình dễ sập bẫy của những đối tượng xấu. Mẹ nó bị sợ bán, sợ nó gạt, nó bán gì? Nhớ nó khóc hoài đi, nhỏ. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, thấy ba của em về đây nhờ các chú các anh đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì em đang ở đâu đó sớm quay trở về để đoàn tụ với lại cha mẹ. Đặc biệt là tới giờ phút này thì cha bỏ hết công ăn việc làm, mẹ thì khóc lên khóc xuống ở nhà, còn ba thì phải lặn lội từ Đồng Tháp ha, đi một quãng đường rất xa để về Bình Dương đi tìm em. Thì em ở đâu đó hãy suy nghĩ thật kỹ lại để mà sớm quay trở về. Thật sự rất buồn, đây là một câu chuyện rất buồn trong năm mới, năm 2024. Từ ngày mùng 6 cho tới ngày hôm nay là ngày mùng 6 âm lịch đó cô chú anh chị, hôm nay là ngày 17 âm lịch, tức là ngày 25, 25 Tây. Anh em ghi rất nhiều vụ việc đẫm nước mắt. Con bỏ đi, vợ bỏ đi, chồng bỏ đi. Rất nhiều. Vợ chồng cũng ngứa, không có đụng đắc gì. Rất hy vọng rằng cái video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được thông tin của bé gái này để giúp bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Nếu cô chú anh chị có thấy bé gái trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ giúp cũng như là đưa bé gái sớm quay trở về một cách an toàn để đoàn tụ cùng với gia đình. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con, đúng không ạ? Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải thông tin câu chuyện video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái nhà mình không? Đúng, tại vì anh có đồng ý không ạ? Đồng ý, tại bà đóng cuộc có bao nhiêu đi. Anh em giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, anh trai nhé. Giúp đỡ trên tinh thần là vì tất cả mọi người. Anh em làm việc thiện nguyện á, nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị nào có con cái hoặc là có chuyện gì đó trong cuộc sống mà cần anh em hỗ trợ, nếu anh em giúp đỡ được thì anh em sẽ giúp đỡ hết mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại 0913785858 thì anh em sẽ giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí và hết sức mình nhá cô chú anh chị nhá. Cuối video này thì em chúc cho anh trai thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống, và cái điều đặc biệt là con gái của anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất để đoàn tụ cùng với gia đình anh nhá. Dạ xin phép chào anh trai. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.